Thưa quý vị, qua 7 ngày, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8, Đà Nẵng triển khai thực hiện lệnh giãn cách xã hội mạnh hơn với tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Và trong 7 ngày qua, thành phố đã khẩn trương tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, qua đó phát hiện ra nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Để tiếp tục xét nghiệm sàng lọc đánh giá nguy cơ dịch bệnh nhằm có biện pháp phù hợp, thành phố đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó thêm 3 ngày nữa đến 8 giờ ngày 26 tháng 8. Qua tìm hiểu trong cộng đồng dân cư, hầu hết người dân rất đồng thuận với chính quyền, mong sớm đưa Đà Nẵng về trạng thái bình thường mới. Xét cho cùng thì chúng ta đã trải qua 7 ngày rồi. Tất nhiên là vẫn còn đâu đó một F0. Cho nên là chẳng thà chúng ta giống như là đau một lần rồi thôi. Chứ còn hơn là dạng như là cứ đau mãi. Cho nên chúng ta quyết định làm thêm 7 ngày nữa để cho nó triệt luôn. Để là người dân cũng được còn sinh hoạt phải làm ăn nữa. Mặc dù là rất là khó, bà con rất là khó khăn, nhưng mà bà con sẽ cố gắng chấp hành nghiêm cái quyết định của thành phố. Mong muốn là thành phố sẽ quyết liệt hơn nữa để tách F0 ra khỏi cộng đồng để mà bà con được có một cuộc sống bình an. Vừa rồi 7 ngày rồi, trừ là tiếp tới là 7 ngày giãn cách 7 ngày nữa thì dân thì cũng thực hành đúng theo của nhà nước đưa ra thôi, để giờ cho lừa dịch bệnh đi, chứ để ruộng trở lẹ rồi khổ cho dân. Và sắp tới đây thì thực hiện chủ trương mới, tiếp tục giãn cách tiếp, thì người dân ủng hộ chủ trương này và tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ là sẽ thực hiện cái giãn cách xã hội nhà nào ở nhà đó. Và vấn đề ra địa phương thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị, đó là cái lương thực thực phẩm là điều kiện quan trọng để người dân an tâm trong ở nhà thực hiện nhiệm vụ.